Hello, chào các bạn. Chúc các bạn chiều thứ sáu vui vẻ. Vâng, chiều nay về sớm. Hai cha con đi ăn bún đậu mắm tôm ở gần nhà các bạn ơi. Wow, đã chưa? Nhìn cái chén mắm nó vắt tắc đầu vô rồi, nó phê rồi. Chảy nước miếng rồi các bạn ơi. Đã chưa? Tàu hũ chiên giòn rồi, bún rồi, dồi trường rồi, thịt luộc rồi. Giờ xem lại mà còn chảy nước miếng này các bạn ơi. Quá đã. Quán này gần nhà các bạn, 45k một suất. Các bạn có thích cái món bún đậu mắm tôm này không? Bữa nào ghé quận 8 giao lưu các bạn ơi. Vâng, hai cha con mời các bạn.